kém thế. Em chuyển ngay giữa gôn nó mà sút ra ngoài. Chuyển quả nào? Chuyển mấy quả? Có 10.000 tiền mặt vào mua chiếc nước lọc. Mất được tiền mặt nào? Ra đây. Mua nước ở đâu? Đây, cái cây mình mặt. Ra đây vào mua lương đi, có lên để không? Cho. Nước lọc đi. Thôi mua anh mấy chai nước lọc đi. Đưa đưa tự mua cho. Đưa đây, đưa đây. Đi đi, con là mua đi. Hắc bạch vô thường thì phải đi vào tất trắng đen này. Hello mọi người. Hello hello. Where are you Toy Jom? Anh Hưng bắt gôn như nào? Cứ để cho nó sút đi. Cứ để cho nó sút đi à? Cứ để cho Đạt nó sút đi. Đạt nó làm có 8 quả. Anh còn nhả cho 3-4 quả đấy. Cứt vẽ được ghi được tổng 8 thì ông mới được mấy? Cái gì mà tổng 8? Chả tổng 8. Anh bị điên rồi mà tổng 8. Mình em đã 8 quả rồi. Mình em đã kiến tạo 4 bàn rồi. Vừa vừa. Em không thèm ghi bàn đấy. Đối diện thủ môn em còn giả vờ sút ra ngoài. Riêng anh đã bị em đóng cho 4 quả. Sao anh mới thay thủ môn 4 đến 5 quả nhỉ Long nhỉ? Sao mới thay thủ môn nhỉ? Long làm 2 quả. 17 quả rồi đấy. Nhiều phết. Mình em đã bụp 8 quả rồi. Cả gần cả xa. Bên này ít người hơn à? Mày không thấy bên này muốn nước cho anh còn nhớ còn một quả bô lê và từ góc này này bô lê phát góc đúng góc chị A bên kia không khả năng anh em mình phải chấp 3 quả ăn nữa 3 quả ăn nữa cảm ơn mọi người lên lên mấy chai ấy thua không được uống đâu nhá không cần phải mệt quá mình thức nó sút mình chuyển dập lại bắt bụp một quá thấy chả nói năng gì nữa cả thôi đứng im đứng im nhặt bóng để cho nó sút đi hồi vệ mẹ không vệ cứ đứng cười tao có mà anh ấy chạy đéo chạy khoảng 2 cái 50 ngã cái 50 phút gì mẹ nó bắt đầu này ngồi chơi kiểu đấy người ta mới giữ sức để tính người ta bốc phá được chứ thấy tao dốc bóng ra từ dưới này chạy lên trên này nghỉ đã mọi người ạ nghỉ xong rồi về lại muốn nưa qua để khi ba đứng quay lên đến đây chuyển mà 11 giờ mới hết mùa mà chuyển tao đây 11 giờ mới hết giặt ông dân mà tận trong kia ông kiệt ông sút chết đâu rồi anh Hưng là chơi kiểu thao túng tâm lý hả chơi kiểu để nó sút đi đấy để lúc nó sút vào thì lại đứng im trong khôn lùi thủi chạy nhặt bóng xong lên bãi đặt ở sau tiếng 12 giờ mới hết đúng không về 9 giờ 12 giờ mới hết cơ mà mọi người 12 giờ mới hết giải rồi. Còn 4 trận nữa. Đấy đấy. Hát quá rồi, rất chịu. Duy ơi. 12 giờ mới hết giải cơ. Còn 2 tiếng 58 phút mà bây giờ 9 giờ thì phải là 12 giờ chứ. Đúng không? 9 giờ. Đâu nước của anh rồi? Nước của anh rồi. Đây đây đợi đang ôm thêm này. Cho em. Anh em mình còn được 1 tiếng nữa. Thôi đá ghi tầm 15 bàn nữa em nghỉ thôi. Đá tầm 5-10 phút nữa xong nghỉ. Nước xong thỉnh thoảng phải đi thể dục thể thao này cho nó khỏe người mọi người ạ. Thành biết đá đấy. Mỗi tội chạy nó mông cong như cái gì. Đít lên phao câu là quắp lên chạy. Tưng tưng tưng. Má Quỳnh này. Thành nhà qua là nó khỏe thôi, bọn kia nó yếu quá. Không, Thành tôi nhìn cái cách đá của nó. Thành chỉ quay video lại xong về edit đá cho hay thôi. Edit mọi người có cánh tầm cánh trái ấy. Mọi người có ai quay được quả bô lê mà này không? Thôi bắn nó gì. Bà con vừa xong quả bô lê này có quay được không? Bô lê rô. Rồi, quả đỡ quả. Đỡ phát bô lê phát rồi. Thủ môn đứng như chơi chồng. Anh Hưng còn đứng nhìn. Anh Hưng bảo là để cho thằng Đạt nó sút thì chỉ còn mỗi cái lịt luôn. Để Đạt sút thì còn đúng cái lịt. Công gôn này nhìn có vẻ dính ghi bàn nhưng mà có. Thank you video. Ồ, nó là toàn cứ ra ngoài đấy. Video left. Phép Nando Tô Tấn này mà sút còn không được. Tao tưởng Tô Tô em chịu qua đây đóng cửa ấy. Đi lên. Bên đầu ngắm ngược lên đi vào. Hôm trước ra anh vẫn còn lấy được một chai nữa đi anh. Hôm trước về anh vẫn lấy được một chai nữa. Cho anh chai. Đi lỗi một chai đấy. Anh vẫn lấy được mà. Cristiano Ronaldo. Thôi anh uống đây rồi. Thôi, đá đi, đá thêm 5-10 phút nữa xong về đi. Người. Đá nghỉ thế thôi, tí mệt không đáng đâu. Đá đeo đá, đeo bắt để đâu mệt lắm. Chạy tiếng như nhỉ. Đây là con này. Mình đá thêm 5-10 phút nữa xong rồi về live nhá mọi người. Về tắm xong live. Anh ấy uống vừa thôi cho em uống đây. Nước bên này có nước đá này, nước lạnh này.
Tất cả trái tim hôn. Ôi ôi ôi. Vi thả. Lêu 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 lêu. Bất lát. Lêu 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 lêu. Ai ai. Supply không? Không. Đá bóng. Sướng gì mà sướng. Quê. Lêu 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 quê. 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 Mà cứ nhận thằng hồn. Xem em đẹp trai không? Đuổi gót là CP đâu mà làm được như thế. Đuổi gót đi. Đẹp trai phết nhỉ. Này có quay được quả tát sút không? Không. Quay mày làm gì? Mày phải đi cùng anh Đạt mới quay. Quay anh Đạt thì quay mày. Cái thích nhỉ. Cristiano Ronaldo. Hello mọi người nhá. Hôm nay thì mày chạy thả tạ. Này cầm mắt thả tạ luôn. Hôm nay đâu? Cảm ơn chị. Ai đấy? Này giảm mỡ thật. Này chạy giảm được 30% mỡ bụng rồi đấy. Video fake. À thả tạ này. Cảm ơn chị Vidya nhá. Terimakasi nhá. Anh Đạt ra đá bóng với lại các bạn gái rồi. Quỳnh Villa này mọi người. Quỳnh Villa này. Máu Quỳnh Villa này. Chưa nào. Đứng Quỳnh Villa. Mọi người ra đá bóng này. Ủa rồi hôm nay ghi chưa ghi được bàn nào. Rồi phải ra ghi bàn nó. Xong rồi tối về live stream mới có chuyện để kể. Đợi một tí. Đợi một tí tất cả mọi người ở đây vào sân hết xong rồi quay tiếp. Thành chạy, Thành đá bóng chạy mông cong tướng lên. Xong rồi đít to thật đi. Ngày xưa đâu có đít đâu. Bạn cắt một thằng ra đây. Là thế thì mình không quay nữa, mình đi vào đây mình ngồi. Không quay nữa. Hay là bây giờ mình đi về trước nhỉ? Mình này mình mang cả live đem tất cả mọi người về luôn. Đặt con đi về nhà. Thì ông vỗ đấy. Bây giờ đội bên cắt một thằng sai bên này đấy. Đâu phải hơn người mà. Hơn đéo đâu, tao nghỉ rồi mà. Hơn nghỉ cái anh nghỉ thì người. Sao Đạt con không đá? Đạt con đi làm, Đạt con đi làm về thấy mọi người đá rồi. Quần áo nhà mới cả Đạt con không biết đá. Sao cắt tóc cho con thì nham nhở đấy. Tao cắt nó nhăm nhở hơn. Đâu xem quả tổ ong như thế nào. Ê, ông vàng ơi. Ơi, tí không, tí về luôn. Muộn rồi. 9 giờ rồi. Sao buồn thế, con mẹ mày nó làm cho quả đầu trông chán đời không? Đạt đấy. Ra đây cho mình quả tóc. Nhìn quả tóc. Là có khóc không? Không khóc thì chỉ gật đầu thôi. Việc gì đấy con ơi. Chủ nhật bố mẹ bố con lại cho nhá.
Hay quá nhỉ. Nhiều comment Indo quá, không hiểu gì. Ui Tần. Đây là Jibin, Jibin áo đen mọi người. Tần mặc áo Maxa, đây là Thành, Thành chạy mông cong tít. Anh vừa đá thôi, đá nhưng mà